Chào mừng các bạn đã đến với video hướng dẫn của iGroup Blog. Tôi là Đức Anh. Và video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để tối ưu được SEO cho bài viết. Đầu tiên các bạn sẽ vào phần nội dung. Ở phần các bài viết này, nếu như các bạn đã có bài viết rồi để và tối ưu các cái bài viết cũ của các bạn kích vào phần bài viết. Còn nếu không các bạn sẽ kích vào phần thêm bài viết mới. Ở đây tôi đã có sẵn một bài viết, sẽ kích vào đây. Như các bạn thấy ở phần hiển thị các bài viết này, nó sẽ có một phần SEO ở bên cạnh này để đánh giá xem các cái bài viết của bạn đã được tối ưu hay chưa. Như các bạn thấy ở phần bên này nó hiển thị màu xám như này là chưa được tối ưu, và những cái hiển thị màu xanh như này nghĩa là đã tối ưu SEO. Đối như với những cái mà nó đang hiển thị màu xám, màu đỏ hoặc màu cam, các bạn cần tối ưu. Ví dụ mình sẽ tối ưu cái bài viết cách tải ảnh chất lượng cao trên Google này, kích vào chỉnh sửa. Để tối ưu được một cái bài viết thì mình cần xác định là cái bài viết đó, từ khóa chính của cái bài viết đó là gì. Nghĩa là các bạn cần phải biết đến nội dung của cái bài viết và thu hẹp nó thành một cái từ khóa chính. Từ khóa chính. Ví dụ ở bài viết này, từ khóa của tôi đó là ảnh chất lượng cao. Và như các bạn thấy bên này, ở thanh bên phải nó có một cái giống cái đèn giao thông ấy. Đó chính là một cái để đánh giá cái website, đánh giá cái bài viết của các bạn đã được tối ưu hay chưa. Nó sẽ có 3 mức đèn, đó là màu đỏ, màu cam và màu xanh. Khi mà cái bài viết của các bạn hiển thị là màu xanh thì có nghĩa là cái bài viết đã được tối ưu. Còn nếu nó hiện đỏ hoặc hiện cam nghĩa là chưa được tối ưu và các bạn cần tối ưu lại. Các bạn kéo xuống dưới cùng. Phần Just Sell nó sẽ có một cái phần đánh giá xanh và đỏ. Đây, phần đánh giá đây. Phần đánh giá này nó là các cái tiêu chí mà Google nó đưa ra đối với các bài viết. Ngoài ra ở phần này nó còn có các phần khác, đó là phần tiêu đề trang này, phần đường link và phần mô tả. Như các bạn, tôi sẽ lấy một ví dụ. Các bạn lên tìm trên Google thì tất cả các cái kết quả tìm kiếm nó đều có 3 phần chính, đó là phần tiêu đề, phần đường dẫn và phần mô tả. Cũng tương tự như ở đây, phần tiêu đề, phần đường dẫn và mô tả. Vậy chúng ta tối trong một bài viết chúng ta cần tối ưu 4 phần chính, đó là 3 phần đầu đó là 3 cái thẻ này. Còn một phần nữa đó chính là tối ưu hóa các cái hình ảnh này. Hình ảnh trên này. Đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể tối ưu ba cái thẻ này. Trước hết các bạn hãy điền cái từ khóa chính của bài viết vào đây. Từ khóa chính của mình là ảnh chất lượng cao. Để tối ưu ba cái thẻ này các bạn kích vào phần mở snippet. Như các bạn thấy ở đây, cái thẻ tiêu đề ở trên này mình đã viết ở đây, nó phải chứa từ 1 đến 2 lần từ khóa. Và như các bạn thấy đây, nó đã chứa từ khóa là ảnh chất lượng cao ở đây. Và cái vạch màu xanh bên dưới này, đó là vạch giới hạn để chúng ta có thể đếm được số ký tự cho phép trên cái thanh tiêu đề này. Ví dụ tôi viết thêm một số tiêu đề nữa, một số cái ký tự khác vào đây. Đấy, các bạn thấy cái thanh này nó dài ra, cái tiêu đề trên này nó thay đổi dài ra. Và khi các bạn để quá một chút, nó sẽ chuyển màu của cái thanh bên dưới này, nghĩa là các bạn đã viết tiêu đề quá dài. Và thanh địa chỉ này nó là đường dẫn, như các bạn thấy đây, cách tải ảnh chất lượng cao, cách tải ảnh chất lượng cao. Và cái địa chỉ này cũng nên chứa từ khóa và được viết không dấu, ngăn cách nhau bởi dấu trừ, và chứa từ khóa ảnh chất lượng cao đây. Phần mô tả nó cũng tương tự như phần tiêu đề, nó sẽ có một vạch xanh đếm ở dưới này. Và cái vạch xanh này khi nó quá 156 ký tự nó sẽ bị tràn. Vậy các bạn hãy viết nó ngắn dưới 156 ký tự thôi. Và nó chứa từ 2 đến 3 lần từ khóa. Ví dụ ở cái tiêu đề này các bạn thấy là ảnh chất lượng cao. Ảnh chất lượng cao đã xuất hiện 2 lần. Khi đã tối ưu xong phần này, các bạn đón shift F. Đây. Cái thanh đánh giá của nó đã rất khác rồi, nó sẽ có ví dụ như một số như cái tiêu đề thẻ meta, tiêu đề này, URL này,
tiêu đề trang các thứ nó đã chuẩn SEO, chuẩn SEO hết rồi, còn 3 phần chưa được chuẩn SEO. Bạn không sử dụng từ khóa chính trong bất kỳ tiêu đề phụ nào. Đấy, một số khác. À, tiếp theo là tôi phần tối ưu hóa về hình ảnh. Để tối ưu hóa hình ảnh thì các bạn kích vào hình ảnh nào đó trên cái website, trên cái bài viết và kích vào hình cái bút chì. Rồi, ở phần văn bản thay thế, đây chính là phần mà các cái công cụ tìm kiếm nó sẽ đọc cái phần văn bản thay thế này, bởi vì nó không thể hiểu cái hình ảnh của các bạn đang nói về cái chủ đề gì, và nó sẽ đọc cái văn bản này để biết được cái hình ảnh này nội dung của nó là gì. Và mình nên đặt từ khóa ở trong cái văn bản thay thế này, đó là cách tải chất lượng cao, chất lượng cao trên Google. Rồi, các bạn lưu lại. Vậy là hình ảnh này đã được tối ưu. Các bạn kéo xuống phần đánh giá. Nó còn là bạn không sử dụng từ khóa chính nào trong bất kỳ tiêu đề phụ nào, ví dụ H2. Nghĩa là nó đang yêu cầu các bạn là sẽ thêm một cái thẻ tiêu đề chính nào đó ở trên website để làm rõ cái nội dung của website hơn, và có thể là cho bố cục nó đẹp hơn chẳng hạn. Ví dụ tôi sẽ viết một cái ở đây, đó là hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải chất lượng cao trên Google. Như các bạn thấy đã chứa từ khóa, và tôi cho cái này nó to lên thành tiêu đề 2 đi. Rồi, là các bạn kéo xuống dưới để xem. Như các bạn thấy cái phần chấm đỏ của nó đã mất. Bây giờ nó sẽ vẫn còn một cái chấm cam nữa, đó là tiêu đề chưa có từ khóa chính, nhưng nó, tiêu đề đã có từ khóa chính nhưng nó chưa xuất hiện ở ngay đầu tiên. Nghĩa là phần tiêu đề này nó chưa có từ khóa chính, là nó đã có từ khóa chính nhưng nó chưa xuất hiện. Nếu mà từ khóa chính là ảnh chất lượng cao mà xuất hiện ngay trước tiêu đề thì nó sẽ làm cho cái tiêu đề này nó sẽ rất là, nó không được hay và khó đọc. Ví dụ như ảnh chất lượng cao và cách tải ảnh chất lượng cao trên Google chẳng hạn, thì nó hơi ngang một chút, nó rất khó cho người đọc. Vậy phần này các bạn có thể bỏ qua. Vậy các bạn có thể xem ở cái thanh bên phải đây, phần như cái đèn giao thông này nó đã chuyển sang màu xanh, nghĩa là bài viết đã được tối ưu. Rồi các bạn đã lưu lưu lại cập nhật bài viết. Ok, vậy là bài viết của bạn, các bạn đã được tối ưu. Nếu như các bạn làm theo các bước ở trên mà thấy cái đèn ở đây nó vẫn chưa được xanh thì có nghĩa là có thể là do cái bài viết của các bạn nó quá ít ký tự, nó chưa cung cấp đủ nội dung cho người đọc, người đọc, và Google nó cũng đánh giá được điều đấy. Cái thứ hai đó là các cái từ khóa của các bạn nó không xuất hiện ở trong cái nội dung này, thì các bạn sẽ gieo một số từ khóa vào trong nội dung sao cho tự nhiên nhất. Ví dụ mình đã gieo là ảnh chất lượng cao ở đây này, ảnh chất lượng cao này, ảnh chất lượng tốt này, đấy, vân vân. Chúc các bạn thành công.